ngành học hot nhưng khát nhân lực, lương trung bình 75 triệu đồng tháng. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 đã kết thúc và nhiều doanh nghiệp bắt đầu hoạt động trở lại. Lượng lớn lao động nhập cư cũng quay trở lại làm việc và mặt khác, không ít người tìm kiếm công việc mới. Với làn sóng sa thải chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thị trường việc làm đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Gần đây, Viện Nghiên cứu Dữ liệu Lipin, Trung Quốc công bố cơ hội trong năm vào mùa xuân, báo cáo việc làm của năm mới 2023 nhằm cung cấp rõ hơn về thị trường việc làm sau Tết Nguyên đán. Báo cáo cho thấy sau một tuần bắt đầu làm việc, ngành nghề nhóm Internet và điện tử chất bán dẫn mạch tích hợp chiếm hai vị trí hàng đầu, với tỷ lệ lần lượt là 7,4% và 6,19%. Trong khi đó, ngành nghề liên quan đến lĩnh vực phần mềm máy tính và thiết bị cơ khí đồng hạng 3 với 5,05%. Ngành Internet có nhiều cơ hội việc làm nhất và các công việc về trí tuệ nhân tạo đang cần nhân tài. Chất bán dẫn có liên quan đến huyết mạch phát triển công nghiệp, năng lượng mới bền vững và tái tạo. Nâng cao chất lượng cuộc sống xanh, ít carbon và thân thiện với môi trường. Tình trạng phát triển và triển vọng của các ngành này tương đối tốt, nhu cầu việc làm tương đối lớn. Đáng chú ý là dịch vụ ăn uống cũng nằm trong số các ngành đang cần người. Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, các nhà hàng tích cực mở cửa trở lại và hoạt động kinh doanh ăn uống đang bùng nổ. Xét từ góc độ phân bổ độ tuổi, người ở độ tuổi 30 đến 35 là những người tìm việc nhiều nhất với tỷ lệ chiếm 29,9% tiếp đến là độ tuổi 35 đến 40 với tỷ lệ 25,57%. Khảo sát cũng cho thấy tiền lương là một trong những yếu tố quan trọng được người nhảy việc cân nhắc khi lựa chọn công việc. Mức lương trung bình hàng năm của tân binh trong ngành công nghệ thông tin Internet trò chơi là 259.700 nhân dân tệ, hơn 903 triệu đồng, tương đương 75,25 triệu đồng tháng. Với ngành điện tử truyền thông chất bán dẫn, mức lương trung bình hàng năm là 258.200 nhân dân tệ, hơn 898 triệu đồng, tương đương 74,8 triệu đồng tháng. Còn ngành tài chính có mức lương trung bình là 250.800 nhân dân tệ, hơn 872 triệu đồng, tương đương 72,6 triệu đồng tháng. Mức lương trung bình hàng năm của ngành ô tô là 229.900 nhân dân tệ, hơn 800 triệu đồng, tương đương 66,6 triệu đồng tháng. Ngành năng lượng hóa chất bảo vệ môi trường có mức lương trung bình hàng năm thấp nhất là 214.600 nhân dân tệ, hơn 746 triệu đồng, tương đương 62,1 triệu đồng tháng điều đáng nói là có sự mất cân đối giữa cung và cầu giữa các ngành báo cáo chỉ ra rằng một mặt có sự khác biệt giữa nhu cầu của ngành và sự sẵn sàng tìm kiếm việc làm của nhân tài mặt khác mâu thuẫn cơ cấu trong việc làm đã tồn tại trong thời gian dài điều này đòi hỏi người sử dụng lao động và tìm hiểu sâu hơn về công việc để nắm rõ nhu cầu của bản thân cũng như thị trường